Đấy, nó sẽ thi thoảng nó còn nác đác một vài bông hoa nữa cơ, thì nó còn thơm hết cả nhà. Lúc cái này phải ở nhà này phải đeo khẩu trang không có thơm quá. Đấy, đại ý nó như thế nhá. Ra lấy cái sạc đây, hoa đây. Ơi dối mọi người đâu. Đấy, nhìn thấy chưa? Tôi nói đồng bào đã nghe rõ chưa? Đây, nó có cả hoa đây này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy là khi mà cái này nó lên thì là nó là bắt đầu nó ra như thế này, xong rồi cây nó có cả lộc lon lộc già, xong rồi hoa nữa. Lụ. Đấy, đây 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 đây. Đấy, nói có sách mách có trứng nhá. Mặc dù hôm nay mà không mang quả trứng nào. Đây. Các ông nhìn hình dung chưa? Quả con, quả to, quả bé, hoa hoét tùm lum. Đấy, và tiếp tục là những cái này nó sẽ lại ra hoa tiếp này. Đấy, đây. Đấy, đây. Thơm kinh khủng luôn ý. Có cả quả nhỏ đây này. Đấy, này. Không có ai dán 502 cái bọn này đâu mà sợ. Không đọc được 86 tin nhắn này. Ui, không không dám đọc. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đấy, còn tôi không biết, các bạn cứ lên mạng mà mua, quay những cái giá của tôi là giá tham khảo. Bao giờ các cái đại lý bán xe máy hay các thứ gì người ta chả nói là giá bán lẻ đề xuất. Mua được của tôi thì mua, không mua thì thôi. Có cái gì đâu mà lặng lẻ. Đấy, nó phải có lộc, có lụ, có hoa, có lụ các cái thể loại cơ. Ở tôi nó là cái vùng sản xuất, cho nên là có thể là cái giá nó rẻ hơn từng địa phương của các bạn. Địa phương của các bạn nếu mà không thể làm được, nó không, người ta không ấy thì nó xấu. Cho nên có cái những cái bài báo ở VNXpet đi viết gì đây, não lông kiếm tỷ mấy mấy tỷ một năm nhờ ghép bưởi mấy các thứ đấy. Bạn xem giá của người ta cũng mà lên giời. Nhưng mà đại ý là nói như thế thôi. Không có ý đấu đá với ông nào ở trên mạng đâu nhá. Này. Đấy, chào thân ái và quyết thắng. Tôi phải ra tôi lấy cái sạc đang hết pin rồi. Loại này để yên một năm không dùng trái à. Dở ơi. Mẹ một năm không dùng trái thì cái này à, chỉ đến nói chung là chơi qua rằm. Chơi qua rằm. Chơi qua rằm được. Đến tháng 1, tháng 2 thì tôi không đảm bảo. Chứ còn để một năm mà. Để một năm thì tự cái quả này nó rụng. Hiểu chưa? Ai bưởi nào mà như kiểu thuốc ở bên nước bạn láng giềng bao giờ. Mấy cái thứ hai là các ông chả hiểu gì về điện, cứ ngồi cầm tay chỉ vào cầu chỉ. Ở tôi thì nói chung là đây là toàn những sản phẩm này là ghép từ tháng 3, tháng 4. Nếu mọi người không tin tí tôi ra cho mọi người từ cái bước đầu tiên. À, cái bọn này nó có 2-3 chùm, nó chia xuống đẹp phết nhỉ. Đấy, hay không? Đấy, đẹp đấy. Tôi phải ra lấy cái sạc đã không hết pin. Này, đây này. Đấy, 3 chùm, thả. Ông nào không bảo để 1 năm không dụng. Mẹ, cái làm như khoa học công nghệ nó ấy lắm ấy. Với cả thường là mọi người mua những cái chậu này thường mọi người không để ở ngoài trời, mọi người để trong nhà. Trong nhà nó thiếu ánh nắng là nó rụng. Mà để mà các ông mua mà để đến năm sau vẫn còn quả như thế này thì bọn tôi sản xuất bán cho ma. Mẹ kiểu gì rồi năm sau nó không thể giữ được quả, nhưng mà mọi người không biết cách ghép, không biết chăm sóc để cho cái lá mấy cái nọc mấy các thứ nó ra thì bọn tôi còn có chỗ mà cửa còn có cửa làm ăn. Mẹ bán cho các ông những cái sản phẩm mà đến tận 2-3 năm vẫn chơi được thì năm sau tôi sản xuất cái gì? Còn những cái việc mà các ông phải học, khó thì mới cần đến thầy, khó thì mới có thịt cầy để liên hoan. Thì các ông phải học từ cách ghép, từ cách chăm sóc cây như nào, từ dưới đất cho lên chậu, vít tán, vít tiếc như thế nào. Chứ không phải là cái cây này các ông mua về xong rồi cứ để mẹ đấy xong năm sau lại ra quả. Hoặc là cùng lắm là nghe thấy thằng góp nhặt cát đá là gọi thợ về ghép quả, ghép tiếc. Có mở mắt, thế thì các ông cũng đi làm ghép quất như bọn tôi rồi. Có làm sao được, còn chăm, còn cho ăn, còn tưới, còn phun, còn bao nhiêu thứ chứ. Đúng không? Cũng cứ làm như dễ lắm ấy, sướng. Còn nói chung là nếu mà cái phân khúc mà khách hàng ấy, khách hàng thì có nhiều phân khúc, nhưng đại ý là có nhiều ông ở trên trang đấy là có cái xu hướng là Tết này là bố mày cứ ra xã bố xin cái giấy gọi là vừa mới tiếp xúc với F0 để cả nhà bị xã bị phường người ta dán cho cái băng dính với cả dán cái bảng ấy, hộ gia đình bị cách ly, thế là hết Tết việc mẹ thì phải mua bưởi làm gì. Vừa tiết kiệm, vừa vui vẻ, gia đình lại hòa thuận. Cứ cả nhà gọi là cứ ăn xong xuôi lại tất cả lại về giường mà ngủ mà lướt Facebook, lướt TikTok. Đấy, Tết năm nay mà những ông nào mà không có điều kiện Tết tiếc các thứ ấy, là cứ ra xã hay ra phường mà xin cái giấy vừa tiếp xúc F0. Thế là cả nhà cách ly với nhau, ngồi chơi.
chả phải mua bán mẹ. Đây, đại ý cho mọi người hình dung như thế. Tôi nói là quá chuẩn xác luôn, nhiều ông cũng ấp ủ cái âm mưu ấy lắm rồi đấy. Hết pin rồi. Chào thân ái và quyết thắng. Đau hết đầu.